Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với cụm tin giao thông mà chúng tôi đã tổng hợp trong 24 giờ qua. Vào 2 giờ 20 phút sáng ngày 15 tháng 8 tại km 0+100 quốc lộ 279 qua địa bàn tổ 3 khu 7A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15C29256 kéo theo rơ móc lưu thông theo hướng Hạ Long đi Cẩm Phả. Khi đến đoạn đường trên thì xe đầu kéo đã xảy ra va chạm với xe ô tô bán tải biển số 15C09273 lưu thông cùng chiều và va chạm tiếp với một xe ô tô tải chở hoa quả biển kiểm soát 98C22070 lưu thông cùng chiều, làm hai xe ô tô 15C09273 và 98C22070 bị hất văng lên vỉa hè và đường gom phần đường ngược chiều. Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn này đã khiến cho tài xế cả ba xe ô tô và người phụ nữ ngồi trên cabin xe ô tô tải 98C22070 bị thương. Ba xe ô tô bị hư hỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng thành phố Cẩm Phả đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 14 tháng 8 tại Đức Mộ, Quảng Ngãi, camera an ninh đã ghi lại hình ảnh chiếc xe tải màu xanh đang đứng đỗ bên đường. Lúc này, một người phụ nữ điều khiển xe máy đi từ phía trong lề đường ra đứng trước đầu xe tải để tránh một chiếc xe tải khác đang đi tới. Tài xế điều khiển chiếc xe tải màu xanh khi chuyển bánh thiếu quan sát đã đâm vào người đi xe máy đang dừng trước đầu xe mình. May mắn, người điều khiển xe máy đã kịp thời nhảy ra ngoài thoát nạn. Ngay sau khi clip được đăng tải, đã thu hút nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng người phụ nữ trên đã đi vào điểm mù của xe tải. Vào chiều ngày 15 tháng 8, mạng xã hội xuất hiện clip camera hành trình của một xe tải ghi lại chiếc xe tải đang lưu thông tại một tuyến đường thì bất ngờ xuất hiện một chiếc xe tải lao từ đường nhỏ ra đường chính. Hậu quả do bất ngờ, tài xế xe tải đang lưu thông trên đường lớn không kịp xử lý nên hai xe đã tông vào nhau. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người, hai phương tiện hư hỏng nặng. Vào 20 giờ tối ngày 14 tháng 8, mạng xã hội xuất hiện clip tại chốt kiểm dịch COVID-19 trên quốc lộ 2C thuộc thôn Bình Man, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Lái xe container biển kiểm soát 15C11957 kéo theo rơ móc di chuyển theo hướng Vĩnh Phúc, Tuyên Quang đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm soát dịch của lực lượng chức năng, tiếp đó đi sâu vào địa phận tỉnh Tuyên Quang. Sau khi tiến hành truy đuổi hai lần đưa về công an huyện Sơn Dương điều tra, tài xế Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1983 trú tại thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng có đầy đủ giấy tờ kiểm định theo quy định. Tuy nhiên, qua xét nghiệm, tài xế dương tính với chất ma túy.